phép mời nhà văn Duy Long sẽ cùng tiến lên đây để cùng chia sẻ nhiều hơn. Xin được phép kính mời anh. Đây là đơn thuốc của bác. Nhưng mà sao hôm nay bác đi khám trễ quá vậy? Tôi mê sách lắm. Nay thì dự buổi ra mắt sách của nhà văn Thanh Nam. Nhưng ở đó có một vụ ám sát một nhà văn khác nữa. Tôi chứng kiến nha, này có một người định giết nhà văn Duy Long. Tôi lúc đó chứng kiến thấy lộn xộn lắm. Bác nói sao? Anh Long, anh có làm sao không? Em nghe nói anh bị ám sát một... Anh không sao, bác sĩ băng bó vết thương cho anh rồi. Mà ai nói cho em biết anh bị thương vậy? Em cũng vô tình biết thôi. Mà Quỳnh tới đây là do lo lắng cho anh hả? Anh hỏi như vậy em cũng không biết phải trả lời anh như thế nào. Em là một bác sĩ mà, nghe người bị nạn thì em muốn giúp thôi. Huống chi anh đã cũng từng thân thiết với em, lo lắng cho anh như vậy là chuyện bình thường. Quỳnh nói nhỏ nhẹ như vậy nhưng câu nói đủ trọng lượng để mà cứ nát trái tim của một con người. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.